Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ. Tập 203. Chương 2021, Sư Đồ Chi Chiến 2. Vương Minh Uyên nhìn nữ nhân bị hắn áp chế. Năng lượng của thế giới khác mạnh hơn năng lượng của thế giới này, nhưng sinh mệnh lại chưa chắc cao cấp hơn sinh mệnh của thế giới này của chúng ta. Mặc dù tiên đế kia thua vì tin tức không ngang hàng, nhưng cũng không phải loại mặc người chém giết. Trong trận chiến đó, nàng ta âm thầm lấy đi một thứ thuộc về nữ nhân, hơn nữa lúc tỉnh đạo tiên xông vào, đã có ý để tỉnh đạo tiên có được thứ kia. Chu Văn biết cái hắn nói là mê tiên kinh, mãi cho đến hôm nay hắn mới biết thì ra mê tiên kinh là truyền ra từ chỗ đế đại nhân. Cha ngươi có thể đưa An Tĩnh ra khỏi Kỳ Tử Sơn, chắc cũng là tiên đế kia động ta chân. Nếu không với bản lĩnh đó của cha ngươi, thì sao có thể đưa An Tĩnh thay thế chứng phối sủng ở tâm địa cầu đi được. Lời của Vương Minh Uyên khiến Chu Văn rất chấn động. Ngươi biết An Tĩnh mới là đứa nhỏ cha ta đưa ra ngoài kia sao? Chu Văn Văn kinh ngạc hỏi. Lúc trước không biết, mãi đến lúc ta nhận ngươi là học trò thì mới biết ngươi chắc chắn không thể nào là đứa nhỏ kia. Mặc dù thiên phú tu luyện của cha ngươi chẳng ra làm sao, nhưng cũng coi như là nhân tài, tư duy phong phú, khiến người ta không ngờ tới. Loại chuyện để ngươi thay thế An Tĩnh cũng chỉ có hắn nghĩ ra, làm ra được. Hắn đã lừa cả ta, Âu Dương Đình và Tỉnh Đạo Tiên, trên thế giới này người có thể lừa được cả ba bọn ta cũng chỉ có một mình hắn. Nếu ngươi đã biết An Tĩnh mới là đứa nhỏ kia, vậy tại sao không ra tay với nàng? Chu Văn cau mày hỏi, tại sao ta phải ra tay với nàng? Vương Minh Uyên hỏi ngược lại, vì nàng là phối sủng địa cầu, người các ngươi muốn không phải chính là cái này sao? Chu Văn hỏi, trước khi lên thuyền, quả thật ta nghĩ như vậy. Nhưng sau khi thấy đồ trên thuyền, phối sủng địa cầu đối với ta đã không còn tác dụng, hoặc là nói, đó vốn không phải điều ta muốn. Ánh mắt Vương Minh Uyên lấp lóe ánh sáng khác thường. Rốt cuộc ngươi đã thấy cái gì trên thuyền? Chu Văn không khỏi hỏi lại lần nữa. Ta đã thấy một loại khả năng khác. Vương Minh Uyên không nói chi tiết, nhìn nữ nhân nói, ta muốn vào một thế giới khác, nhưng mãi cho đến bây giờ, với sức mạnh của ta vẫn không mở ra được con đường vào thế giới khác, cho nên ta cần nàng ta. Khả năng gì? Chu Văn cũng nhìn nữ nhân không nói một lời, không nói gì cả. Vương Minh Uyên không nói, chỉ nhìn Chu Văn, nói, ngươi nên đi rồi, chiến phục kia trên người ngươi có lẽ có thể đánh bại tiên đế. Nhưng đối với ta lại không có tác dụng, vì ta đã hiểu được thế giới đó, những đồ này đối với ta, không còn chút cảm giác thần bí nào. Ta lại không hiểu gì về nó mấy, nên ta cũng muốn tìm hiểu, cho nên nữ nhân này vẫn là để lại chỗ ta đi. Chu Văn lại vung đao chém về phía Vương Minh Uyên, chỉ có thể chiến đấu, sao? Vương Minh Uyên thở dài, giơ tay lên, Chu Tiên Tứ kiếm bay về phía trong tay của hắn, bốn kiếm hợp thành một, biến thành một thanh kiếm cong. Đao kiếm giao nhau, lần này lại không tạo ra sóng xung kích, Chu Văn cảm giác sức mạnh của hắn và chiến phục giống như vỡ đê mà chảy về phía Vương Minh Uyên. Chu Văn rất quen thuộc loại sức mạnh này, đây là năng lực của Khương Nghiễn, chỉ là Vương Minh Uyên càng tiến bộ hơn Khương Nghiễn, càng dùng tốt hơn cũng càng đáng sợ hơn Khương Nghiễn. Suy nghĩ của Chu Văn khẽ động, khởi động chúng sinh chi tội, cơ thể của hắn cũng lập tức giống như Vương Minh Uyên, điên cuồng hấp thụ ngoại lực. Hai bên đều đang hấp thụ sức mạnh, lập tức nảy sinh cảm giác như kéo co, Chu Văn không hút được sức mạnh của Vương Minh Uyên cũng không hút được sức mạnh của hắn. Kiếm trong tay Vương Minh Uyên đột nhiên đè xuống, hắn hấp thụ sức mạnh, đồng thời lại còn có thể áp bức đối thủ, hơn nữa sức mạnh trên kiếm càng ngày càng mạnh. Áp lực Chu Văn cho hắn càng lớn, sức mạnh trên kiếm của Vương Minh Uyên cũng càng mạnh. Vậy mà lại dung hòa sức mạnh của Khương Nghiễn và Trung Tử Nhã làm một sao? Trong lòng Chu Văn dần dần nổi giận. Sử dụng sức mạnh của Trung Tử Nhã và Khương Nghiễn trước mặt hắn, hắn đây là Vương Minh Uyên cố ý chọc tức hắn. Chương 2022, Sư Đồ Chi Chiến 3. Nhưng những thứ đó đều không sao cả, vì Chu Văn thật sự tức giận rồi. Sức mạnh trên người Chu Văn bộc phát, lĩnh vực nhân gian thay thế chúng sinh chi tội, nhân hoàng thạch đao thu rồi lại chém, chỉ là lần này lại đổi thành tại nhân gian.
tại nhân gian chỉ là kỹ năng cấp thiên tai, nhưng dưới sự gia tăng năng lượng của chiến phục thì lại khiến tại nhân gian có được độ mạnh của tận thế cấp. Còng. Tại nhân gian chém xuống, cưỡng chế kiếm trong tay Vương Minh Uyên tuột tay bay ra, chém lần hai khiến Vương Minh Uyên không thể không buông cái tay áp chế nữ nhân rồi lùi sau. Chém lần ba, khoảng cách phía trước Vương Minh Uyên trông xa vời lại bị chém thành mảnh nhỏ, lưỡi đao trực tiếp chém tới trước mặt Vương Minh Uyên. Đao thứ ba, Vương Minh Uyên đã không thể tránh được nữa, đột nhiên hai tay giơ ngang kẹp lấy nhân hoàng thạch đao Chu Văn chém mạnh tới. Dưới sự gia tăng của chiến phục, sức mạnh của nhân hoàng thạch đao không gì sánh bằng, hai tay Vương Minh Uyên bị bật ra, cơ thể cũng bị đánh bay xuống như sao chổi. Nữ nhân khôi phục tự do, lập tức chạy về một phía. Chu Văn sao có thể để nàng ta chạy đi, tất cả đáp án của bí ẩn đều ở trên người nàng ta, nhất định phải bắt nàng ta lại hỏi cho rõ ràng. Nữ nhân vừa bay ra chưa được bao xa, Chu Văn đã đến trước mặt nàng ta, vỗ ra một chưởng với sức mạnh của tiểu bàn nhược. Bàn tay khổng lồ như che trời kia đè về phía nữ nhân giơ hai bàn tay lên chống đỡ, nhưng lại bị lực của bàn tay kia đè tới mức không thể động đậy. Rốt cuộc ngươi từ đâu tới? Chu Văn nhìn nữ nhân, hỏi. Nữ nhân còn chưa trả lời, một phi, kiếm từ xa đã bay tới chém về phía Chu Văn. Chu Văn vung đao chém bay Chu Tiên kiếm bốn hợp thành một kia ra ngoài, lại thấy Vương Minh Uyên xuất hiện trước mặt hắn như ma quỷ, một bàn tay tóm tới trước ngực của hắn. Chu Văn chỉ đành từ bỏ áp chế nữ nhân, giơ tay đánh lại Vương Minh Uyên, sóng xung kích khủng bố lập tức quét ngang trời như biển động. Hai người vừa chiến đấu vừa tranh đoạt nữ nhân, đánh tới mức lên trời xuống đất đều không thể tách ra. Từ lúc nữ nhân đến thế giới này, đâu từng chịu thiệt lớn như vậy. Cho dù lúc chiến đấu với tiên đế, mặc dù nàng ta bị thương, nhưng chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Chu Văn và Vương Minh Uyên đúng là coi nàng ta như thịt cá nằm trên thớt, muốn tranh thế nào thì tranh, muốn giành thế nào thì giành, quan trọng là nàng ta căn bản không có đường phản kháng. Không có chiến phục, năng lực chiến đấu của nữ nhân căn bản không cùng đẳng cấp với bọn họ. Trong quá trình chiến đấu, Chu Văn đã phát hiện chỗ thần kỳ của chiến phục. Trong quá trình chiến đấu, chiến phục vậy mà không ngừng phân tích các loại dữ liệu như các loại năng lực thuộc tính, chỉ số tốc độ, cấp bậc sức mạnh của Vương Minh Uyên. Những thông tin này đều sẽ trực tiếp phản hồi đến não bộ của Chu Văn. Thậm chí còn có các loại phương án ứng phó và phá giải cùng với một số chức năng vốn có của chiến phục. Ví dụ quang nhận lúc trước nữ nhân vẫn luôn sử dụng, đó chính là một trong số chức năng của chiến phục. Còn có năng lực động sáng cũng là một trong số chức năng của chiến phục. Chỉ là sử dụng những chức năng này đều cần tiêu hao năng lượng dự trữ của chiến phục, nhất là kỹ năng động sáng kia, mỗi giây đều sẽ thiêu đốt 1% năng lượng. Chút năng lượng bây giờ của chiến phục cũng chỉ có thể chống đỡ được mười mấy giây. Mỗi một giây thiêu đốt 1% năng lượng này còn là công suất thấp nhất, nếu nâng cao công suất của động sáng, thì năng lượng tiêu hao sẽ càng nhanh, càng nhiều hơn. Ngoài cái này ra, Chu Văn còn nhìn thấy rất nhiều chức năng, những chức năng này hắn đều chưa từng thấy trên người nữ nhân. Cũng không biết là vì năng lượng lúc trước không đủ nên nữ nhân không sử dụng, hay là nữ nhân kia cũng không biết có những chức năng này. Một chức năng tự động chiến đấu trong đó đã gợi lên hứng thú của Chu Văn, không phải nói hắn muốn hoàn lại chiến phục, mà là có thể nhìn trộm một số cách chiến đấu của thế giới kia trong quá trình chiến đấu toàn ỷ của chiến phục. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2023, Sư Đồ Chi Chiến, 4. Chu Văn thử khởi động chế độ chiến đấu tự động, sau đó đã cảm nhận được cơ thể bị chiến phục dẫn dắt di chuyển nhanh chóng. Vân sáng trên chiến phục dao động, khiến chiến phục xông về phía Vương Minh Uyên với tốc độ khó tin. Não người sẽ mạnh hơn máy tính sao? Chu Văn không biết đáp án, có điều, năng lực phản ứng của chiến phục quả thật nhanh hơn loài người. Nó có thể tính toán ra các loại tham số của kẻ địch trong nháy mắt, công kích vào điểm yếu của đối phương bằng cách đơn giản hiệu quả nhất. Hơn nữa bất cứ phản ứng nào cũng đều là đồng bộ với cơ thể, có thể đưa ra phán đoán trong nháy mắt, đồng thời phản hồi trên hành động cơ thể, đây là chuyện vô cùng khủng bố. Với sự mạnh mẽ của Vương Minh Uyên vậy mà cũng bị chịu thiệt khi đối mặt với chiến phục. Mạnh như Vương Minh Uyên, năng lực tính toán của não cũng không bằng chiến phục. Trong chiến đấu tốc độ gần người, cơ thể liên tục bị chiến phục đánh trúng nhiều lần. Bùng! Trên nắm đấm của chiến phục nứt ra ánh sáng, đánh lên trên ngực của Vương Minh Uyên,
đánh bay Vương Minh Uyên ra không biết mấy chục nghìn dặm. Chu Văn quay người đuổi về phía nữ nhân chạy, còn chưa bắt được nữ nhân, Chu Tiên Kiếm đã lại bay tới, khiến chiến phục cũng không thể không né tránh. Vương Minh Uyên xuất hiện ở đối diện Chu Văn chặn đường đi của hắn. Kỹ thuật của thế giới kia quả thật rất thần kỳ, phân tích và năng lực phản ứng như vậy cho dù là não của sinh vật tận thế cấp cũng không theo kịp. Nhưng năng lực như vậy cũng có khuyết điểm của nó, muốn phá giải đối với ta dễ như trở bàn tay. Chiến phục không phải Chu Văn có thể sẽ dừng lại nghe những lời hắn nói, chiến phục lại không, vân sáng trên người lấp lóe, đã xông lên như một cái máy chiến đấu. Đời người không phải tính toán dữ liệu đơn giản như vậy, máy tính mạnh mẽ tới đâu cũng không tính ra được tất cả khả năng của Ris thống hỗn độn, mà não của chúng ta lại có thể đến gần vô hạn. Một kiếm của Vương Minh Uyên chậm rãi đâm ra, kiếm này rất chậm, chậm tới mức khiến người ta không thể hiểu được. Nhưng chính là một kiếm chậm như vậy lại khiến chiến phục rơi vào trong tính toán điên cuồng, giống như CPU quá tải, xuất hiện tình huống không phản hồi, vậy mà lại không thể kịp thời đưa ra phản ứng. Đột nhiên, quang nhận lóe qua, quần áo của Vương Minh Uyên bị quang nhận cắt ra, hiện ra lồng ngực đầy vảy trong suốt, trên một cái vảy xuất hiện vết máu, máu tươi dần dần thấm ra. Vương Minh Uyên giơ ngón tay lau máu tươi trước ngực, đầu ngón tay lướt qua môi, nếm mùi vị của máu tươi. Ta lại quên mất, ngươi đã trưởng thành rồi, không cần ta dạy ngươi cái gì nữa. Điều ta hiểu, ngươi cũng đều đã hiểu. Vương Minh Uyên khẽ cảm thán. Chu Văn cũng đang quan sát chế độ của chiến phục, hắn cũng đã nhìn ra khuyết điểm của chiến phục. Năng lực tính toán mạnh tới đâu cũng không thể tính toán trị số lớn vô hạn, nhưng não của loài người tuy khó tính toán rõ ràng, nhưng có thể dựa vào cảm giác để đến gần giá trị chính xác trên kết luận. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu. Vương Minh Uyên có thể làm được, Chu Văn cũng làm được. Nhưng Vương Minh Uyên lại không coi Chu Văn là đối thủ chân chính, không nghĩ tới Chu Văn lại cũng có thể làm được tới mức độ này, cho nên mới bị Chu Văn đả. Thương, xem ra ngươi quả thật đã trưởng thành rồi, không còn là đệ tử của ta nữa, mà là đối thủ có thể đánh với ta một trận. Vương Minh Uyên nói, trong cơ thể tràn ra từng tia sáng khiến vết thương của hắn nhanh chóng lành lại, đồng thời còn khiến cơ thể của hắn nảy sinh biến đổi kỳ dị. Cơ thể của hắn dần dần biến thành trạng thái nửa trong suốt, trong cơ thể lại hoàn toàn không thấy nội tạng và xương máu, chỉ có thể thấy vô số điểm sáng như ngôi sao lưu chuyển trong cơ thể. Giống như trong cơ thể của hắn chính là một vũ trụ độc lập vậy. Ngươi biết trên thế giới này, sức mạnh mạnh nhất là gì không? Vương Minh Uyên giống như một sinh do vật vũ trụ hóa thành, cúi nhìn Chu Văn, hỏi. Không biết. Chu Văn lạnh lùng đáp. Đó chính là quy tắc hỗn độn chính là không, quy tắc không quy tắc. Nếu có thể ngộ được đạo này, vậy ngươi chính là chúa tể của vũ trụ này, sẽ không còn gì có thể khiến ngươi kinh ngạc, vì tất cả của thế gian đều nằm trong quy tắc của ngươi. Chương 2024, chế độ vũ trụ. Chỉ là sức mạnh tỏa ra trên người Vương Minh Uyên vậy mà lại xé rách không vực thứ nguyên. Chín đại ma sủng hợp lực mới có thể đánh xuyên lối đi, với sức lực của một mình Vương Minh Uyên đã làm được rồi. Hơn nữa những sức mạnh xé rách không gian kia cũng chỉ là vì sức mạnh trên người hắn quá mạnh nên tràn ra một chút xíu mà thôi, chứ không phải hắn cố ý xé rách không gian. Chu Văn nhìn sức mạnh trên người Vương Minh Uyên trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng lại hoàn toàn không cảm nhận được dao động sức mạnh của hắn nữa. Không cảm nhận được dao động sức mạnh, không phải nói dao động sức mạnh đã không tồn tại, mà là sức mạnh kia quá mạnh mẽ tới mức đã khó có thể cảm nhận được. Giống như loài người sinh sống trên địa cầu lại không cảm nhận được địa cầu đang vận động với tốc độ cao vậy. Khi sức mạnh chênh lệch đến mức có thể dung nạp đối phương, thì không thể cảm nhận được nữa. Rốt cuộc hắn đã thôn phệ bao nhiêu sinh vật tận thế cấp, sức mạnh mới có thể đạt đến trình độ này. Trong lòng Chu Văn cũng hơi ngạc nhiên, sức mạnh như vậy thật sự quá khủng bố. Giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của Chu Văn, Vương Minh Uyên cười nói, sức mạnh như vậy cho dù là hấp thụ toàn bộ sức mạnh sinh vật tận thế cấp của cả dị thứ nguyên cũng không thể đạt được trình độ này. Nguồn gốc của sức mạnh không phải có bao nhiêu, mà là ngươi có cái gì và thứ ngươi có thể dùng để làm gì. Có cái gì quyết định giới hạn của ngươi, mà ngươi có thể dùng những thứ này để làm gì quyết định có giới hạn hay không. Vương Minh Uyên nói, chỉ là hơi ngẩng đầu lên, Chu Văn đã cảm nhận được sức mạnh ở khắp nơi đè lên thân thể của hắn, giống như sắp ép hắn tới nổ tung vậy. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Phát hiện sức mạnh vũ trụ cấp. Mời lập tức mở chế độ vũ trụ.
Tiếng nói của chiến phục lại vang lên trong đầu Chu Văn. Mở chế độ vũ trụ. Chu Văn trao quyền cho chiến phục chấp hành mệnh lệnh. Vân sáng trên chiến phục lập tức tạo ra phản ứng kịch liệt, cả chiến phục đều biến thành ánh sáng, giống như một năng lượng màu trắng bao bọc lấy Chu Văn. Sau khi mở chế độ vũ trụ, số lượng phân tích của chiến phục lại xuất hiện trong đầu của Chu Văn. Sinh vật không xác định, cấp bậc năng lượng vũ trụ 0,99. Theo phân tích của chiến phục, giá trị năng lượng trên người Vương Minh Uyên dường như còn chưa đến 1. Chu Văn không biết đây là phân chia thế nào, năng lượng mạnh mẽ như vậy mà lại chưa đến 1. Duy trì chế độ vũ trụ cần bản thể chủ nhân cung cấp năng lượng, kiểm tra được năng lượng của bản thể chủ nhân không đủ. Để năng lượng dự trữ duy trì chế độ vũ trụ, năng lượng hiện tại là 16%, còn có thể duy trì chế độ vũ trụ 13 giây. 13, 12, tiếng nói của chiến phục không ngừng vang lên trong đầu Chu Văn. Vương Minh Uyên nhìn Chu Văn, mỉm cười nói, chiến phục kia quả thật là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không biết gì về bản chất của nó, cũng không có năng lực khống chế nó. Loại trạng thái này của ngươi còn có thể duy trì được bao lâu đây? Bao lâu cũng không sao cả. Chu Văn tắt chế độ vũ trụ của chiến phục đi. Để lại chiến phục và nữ nhân kia, ngươi có thể rời đi. Vương Minh Uyên cho rằng Chu Văn đã từ bỏ rồi, nhìn Chu Văn nói. Đánh bại ta tất nhiên cái gì cũng là của ngươi. Mê tiên kinh điên cuồng vận chuyển trong người Chu Văn. Vẫn cần ta ra tay sao? Không năng lượng của chiến phục chống đỡ, ngươi vẫn chưa đủ tư cách là đối thủ của ta. Vương Minh Uyên nói, bây giờ không đủ, không có nghĩa vẫn mãi không đủ. Chu Văn nói, bóng dáng đột nhiên biến mất không thấy đâu, lúc xuất hiện lần nữa hắn đã đến phía sau nữ nhân, tóm lấy nữ nhân kia. Vô dụng thôi, không có sức mạnh của chiến phục, ngươi không đưa nàng ta đi được. Vương Minh Uyên nhìn về phía Chu Văn, sức mạnh của cả vũ trụ giống như đều đè ép về phía Chu Văn. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2025, lại lên thiên mệnh đài. Đừng nói sử dụng không gian truyền tống, cho dù là muốn di chuyển một bước cũng không làm được. Cả không gian đều đè ép lấy Chu Văn, khiến hắn khó khăn từng bước. Chiến phục trên người Chu Văn lại mở chế độ vũ trụ, như chùm sáng bao phủ lấy cơ thể của Chu Văn. Ngươi còn có thể kiên trì được mấy giây? 10 giây hay là 8 giây? Vương Minh Uyên giống như chúa tể của vũ trụ, bước từng bước về phía Chu Văn, cho dù Chu Văn biến đổi vị trí thế nào, trong một bước của hắn đã đến trước mặt Chu Văn rồi. Cho dù Chu Văn thay đổi phương hướng thế nào, hoặc là sử dụng không gian di động, kết quả vẫn như cũ, Vương Minh Uyên bước một bước, mỗi lần đều sẽ xuất hiện trước mặt Chu Văn. Vương Minh Uyên cũng không vội chiến đấu với Chu Văn, hắn muốn đợi đến khi năng lượng của chiến phục tiêu hao hết, đến lúc đó đánh bại Chu Văn cướp nữ nhân về thì dễ như trở bàn tay. Nhưng sau khi Chu Văn lại di chuyển lần nữa, Vương Minh Uyên lại cau lông mày, rồi không đuổi theo nữa, đứng ở đó nhìn Chu Văn. Chu Văn đã đứng trên bậc đá của thang trời, kéo nữ nhân đi lên trên thang trời. Lại muốn mượn năng lượng của thiên mệnh đài để bổ sung năng lượng cho chiến phục sao? Vương Minh Uyên nhìn Chu Văn đang chạy nhanh lên bậc thang, vẫn không có ý đuổi theo. Khối ma phương lại sáng lên, mọi người kinh ngạc phát hiện nhân hoàng kéo nữ nhân kia chạy lên trên thang trời lần nữa. Lại nữa, hết lần này đến lần khác, chơi rất vui sao? Đại lão, đó là thang trời, không phải cầu trượt, ngươi đừng như vậy. Người khác là lên thang trời, nhân hoàng đây là chơi cái gì? Nhân hoàng, chúng ta có thể nghiêm túc chút không? Đây là nơi cao cấp mạnh mẽ của dị thứ nguyên người ta, sao ngươi có thể chơi như vậy chứ? Trong miệng mọi người nói nhân hoàng không nên chơi như vậy, nhưng từng người lại đều phấn khởi, kêu rất hăng say. Chu Văn kéo nữ nhân đi lên, tốc độ không phải rất nhanh, vì hắn không sử dụng sức mạnh che cấm kỵ, mà là chịu lực lượng của thang trời. Sức mạnh bây giờ của hắn còn chưa thể chống đối với Vương Minh Uyên, năng lượng dự trữ của chiến phục cũng không đủ. Chỉ có lợi dụng sức mạnh của thiên mệnh đài thăng tận thế cấp mới có thể có được cái vốn chiến đấu với Vương Minh Uyên. Lúc trước Chu Văn đã thử vô số lần trong trò chơi, chỉ dựa vào sức lực của bản thân hắn không tiếp nhận năng lượng tẩy lễ của thiên mệnh đài thì không thể thăng tận thế cấp. Nhưng trận chiến hôm nay lại khiến hắn có suy nghĩ mới. Sức mạnh của chiến phục và Vương Minh Uyên đều đã cho Chu Văn gợi ý mới. Vương Minh Uyên nói không sai, không phải có càng nhiều sức mạnh thì càng mạnh. Phải xem cái người có là cái gì,
còn phải xem bản thân ngươi dùng những sức mạnh này thế nào. Câu nói này đã nhắc nhở Chu Văn, quan trọng nhất vẫn là chế độ vũ trụ của đồ chế đấu khiến Chu Văn có hiểu biết mới về Mê Tiên Kinh. Hắn đã biết tại sao bản thân vẫn luôn cảm thấy Mê Tiên Kinh khó tu luyện như vậy rồi, không phải bản thân Mê Tiên Kinh thật sự quá khó, mà là vì quy tắc thế giới mà hắn hiểu không giống với quy tắc thế giới Mê Tiên Kinh cần, cho nên Chu Văn vẫn đều không quá hiểu rất nhiều chỗ của Mê Tiên Kinh. Nhưng nhìn chế độ vũ trụ của chiến phục, còn có sức mạnh của Vương Minh Uyên, Chu Văn đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Không còn nghi ngờ gì, sức mạnh không quy tắc mà Vương Minh Uyên lĩnh ngộ về bản chất cũng là vì hắn đã hiểu quy tắc của một thế giới khác. Kết hợp sức mạnh của quy tắc thế giới kia và thế giới này lại mới có cái gọi là sức mạnh không quy tắc. Chu Văn kéo nữ nhân leo lên thiên mệnh đài, sức mạnh của thang trời căn bản không thể ngăn cản được hắn, ngay cả nữ nhân cũng được kéo lên thiên mệnh đài cùng. Năng lượng khủng bố lập tức ngưng tụ trên thiên mệnh đài, chỉ là lần này, Chu Văn không có mặc chiến phục để tiếp nhận năng lượng của thiên mệnh đài. Hắn buông nữ nhân ra, trực tiếp cởi bỏ chiến phục, để chiến phục lơ lửng ở bên cạnh, dùng thân thể máu thịt để tiếp nhận sức mạnh tẩy lễ của thiên mệnh đài. Năng lượng khổng lồ điên cuồng chui vào trong thân thể Chu Văn, bị hắn sử dụng Mê Tiên Kinh, dẫn dắt nó vận chuyển trong cơ thể. Chương 2026, không bỏ bản ngã. Lúc trước Chu Văn đã thử rất nhiều lần, hắn không nghĩ sẽ cải tạo thân thể của mình đến trạng thái hoàn hảo nhất, không muốn xóa đi bản ngã của chính mình. Nhưng mà bởi vì không hoàn hảo, mới có đủ loại người muôn hình muôn vẻ, còn nếu mỗi người đều tu hành theo trạng thái hoàn hảo nhất như thế, thì so sánh với đám người máy có gì khác nhau đâu. Không bằng tự mình tạo ra một thân thể máy móc hoàn mỹ, rồi đưa linh hồn của mình vào đó, như thế tu hành còn có ý nghĩa gì? Chu Văn không mong rằng bản thân sẽ đạt được trạng thái hoàn hảo như vậy, hắn chỉ hy vọng bản thân mình có thể đột phá giới hạn bản thân trên nhiều phương diện khác nhau. Thế nhưng Chu Văn thất bại với mấy lần thử trước. Giống như một học sinh bị học lệch, không kể tại môn học yêu thích của mình xuất sắc cỡ nào, các môn học khác nếu học không tốt, thì nguyện vọng thi vào đại học cũng rất mơ hồ. Trạng thái hiện tại của Chu Văn chính là thế, hắn muốn đem toàn bộ năng lượng chỉ cường hóa một bộ phận, mà không phải cương hòa hết tất cả. Hậu quả của chuyện này là trừ bộ phận đó ra, mọi phương diện khác trên thân thể hắn đều không thể đạt được yêu cầu để thăng lên tận thế cấp, vì lẽ đó mới thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng sau khi cẩn thận nhìn quy tắc cùng với chiến đấu phục của Vương Minh Uyên, Chu Văn lại nảy ra ý tưởng để đột phá. Nếu không thể dùng cách này để thăng lên tận thế cấp, vậy thì tại sao hắn không bỏ quan luôn cái quy tắc thăng cấp này, áp dụng một phương thức thăng cấp mới? Tận thế là quy tắc của thế giới này, mà ở thế giới khác, cũng không có kiểu tận thế tương tự như mẹ của An Tĩnh. Bà trời sinh ra đã mang trong mình tận thế cấp, cơ bản không gặp phải vấn đề thăng tận thế cấp như hắn. Cổ Hoàng Kinh, Yêu Thần Huyết Mạch Đồ Lục, Tiểu Bàn Nhược Kinh, Ma Thần Kỷ, Luyện Khí Quyết, Đạo Quyết, Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, Hỗn Độn Đệ Nhất Trật Tự, tám loại năng lượng kỳ dị biến ảo không ngừng trong thân thể Chu Văn. Nếu như so sánh với cách thăng cấp bình thường, thân thể của Chu Văn sẽ được Mê Tiên Kinh cải tạo thành trạng thái hoàn hảo nhất. Loại bỏ đi tất cả những gì thuộc về bản thân hắn, tám năng lượng này cuối cùng cũng không còn tồn tại. Cũng không phải là không tồn tại, mà là không cần thiết phân biệt rạch ròi. Ví dụ như có vận động viên mạnh về tốc độ, có vận động viên mạnh về sức lực, lại có vận động viên am hiểu nhiều kỹ, thuật, mà sau khi đã cải tạo thân thể nhờ Mê Tiên Kinh, một người có đồng thời cả tốc độ, sức lực và kỹ thuật, như vậy còn cần thiết phân rõ các loại hình nữa hay không? Thế nhưng ở tình huống của Chu Văn, cái gì mạnh sẽ cũng có thứ không mạnh, không có so sánh thì sẽ không có xấu hay đẹp, không có so sánh cũng không có mạnh yếu. Vậy nên thứ mà Chu Văn muốn làm, vừa muốn giữ lại những gì thuộc về bản thân hắn, đồng thời vừa có thể chắc chắn để thăng cấp. Nguồn năng lượng khổng lồ bốc lên từ trên người Chu Văn, ấy vậy mà lại hóa thành một hình dạng kỳ dị xuất hiện sau lưng hắn. Hình dạng này giống như một cái bóng mờ đục, không ngừng biến ảo ra nhiều hình dạng kỳ lạ và toát ra khí lực. Bóng mờ giống như một tu sĩ luyện khí, khí trong thân thể không ngừng biến ảo. Đem hơi thở trong người hắn hòa quyện vào dòng năng lượng được dẫn dắt biến hóa không ngừng, từng tầng phô bày ra những chiêu thức luyện khí huyền diệu. Quan sát người bên trong khối ma phương, có rất nhiều tu sĩ luyện khó có quan hệ với nguyên khí trên người của hắn cùng với hình bóng biến ảo không ngừng đấy. Mọi người ở đây như nhặt được bảo vật, nhiều chỗ chưa được giải đáp trong lòng, nhờ vào quan sát quá trình này mà tìm được đáp án cho mình.
Thì ra luyện khí là như thế, dùng suy nghĩ mà chế ngự khí. Ta hiểu. Kiếm khí mênh mang tựa như cầu vồng, một kiếm có thể tiễn đến Tây Phương xa vạn dặm. Cuối cùng thì ta cũng hiểu, khí thế nuốt cả trời biển. Ta hiểu rồi. Từng người vì tu luyện mà gặp nhiều khó khăn, không kể là người già sắp đến cực hạn đột phá, hay chỉ là người tu hành bình thường, đều từ trên bóng mờ sau lưng Chu Văn mà đạt được nhiều lợi ích. Có thể lý giải được nhiều khúc mắc trong quá trình tu hành, có không ít người trực tiếp đột phá được gông cùm xiềng xích đã trói chân họ bấy lâu nay. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2027, Nhân Hoàng Cửu Thiên. Một lúc sau khi niệm luyện khí quyết, bóng hình sau lưng hắn lại biến thành hình dáng của Tiểu Bà Nhược Ngục Vương rồi diễn hóa không ngừng. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, để Bần Tăng lúc sinh thời có thể gặp được tạo hóa này một vị cao tăng đứng trong tuyết. Nhìn hình ảnh bên trong khối ma phương, hai hàng lông mày buông lỏng, quanh người lão tăng cũng dần hiện lên Phật quang. Trên thế gian những ai mang Phật tâm trên người đều triệt để ngộ ra Phật Pháp, không biết bao nhiêu người ngay lúc này đã đột phá cảnh giới của bản thân mình. Sau khi Tiểu Bàn Nhược Kinh mờ ảo dần, hình bóng kia lại biến hóa thành một yêu thần, yêu khí ngút trời bốc lên. Không ngừng biến hóa ra đủ loại hình, từng tầng lột bỏ đi thân thể yêu của mình mà hóa thành thần, cuối cùng cũng ngộ được đại đạo. Nhân loại tu hành yêu đạo thấy cảnh này, cho dù là lão tổ thế gia giàu có, cũng phá đi túi da đầy cũ kỹ trên người mình, một thân thể tỏa sáng sức sống thanh xuân rực rỡ từ vỏ khô bước ra. Ân này sâu như biển, nhận được ân huệ này, hãy nhận của ta một lạy một lão tổ nọ hướng về phía ma phương hành lễ. Đạo quyết vừa xuất hiện, muôn vàn khổ tu dồn dập đột phá cảnh giới, ở bên trong Trương gia, Long Hổ Sơn, ánh tím tỏa ra vạn trượng. Không biết bao nhiêu đạo sĩ liên tục đột phá cảnh giới vây khốn bao nhiêu năm, trên thân toát ra ánh tím phập phùng, từng đóa hoa sen tím nở rộ trên đỉnh đầu. Ở nơi rừng thiêng nước độc, càng là nơi có nhiều tu sĩ khổ tu, chỉ một buổi sáng đã ngộ ra đại đạo. Một người khác đứng ở núi trên biển, khí thế đại đạo toát ra từ thân thể như ánh biển hát lên, vậy mà khiến cả nước biển rút xuống. Bầu trời tràn ngập mây đen phía trên đỉnh đầu, từng đợt sét mạnh mẽ kinh hồn giáng xuống đánh vào thân thể người nọ. Thân thể người đó chịu sét đánh liên tục như vậy mà không hao tổn lông tóc, ngược lại quanh thân ngày càng phát sáng, như lấy sét luyện thân thể. Đạo quyết đã thông, người kia nghiêm cẩn nhìn lên trời cao, hai cánh tay giơ lên nghênh đón tia sét đánh xuống như lễ tẩy. Nhờ vào sự biến hóa khôn lường của ảo ảnh phía sau lưng Chu Văn với đủ loại hình của bí thuật nguyên khí, cho dù là người này người kia không tu hành giống nhau, nhưng là người quan sát được, đều ít hay nhiều cũng lĩnh ngộ được nhiều thứ. Chỉ trong ngày hôm nay, cảnh giới của toàn thể nhân loại không ngừng tăng lên một hay hai cấp bậc. Lần thứ 8, hình bóng nhân hoàng xuất hiện, đây cũng là một kiểu biến hóa của nguyên khí, ít người từ nhỏ có thể lĩnh ngộ được. Người đời chỉ biết có vương đạo và bá đạo, ít người biết rằng còn có hoàng chi đạo, cũng hy sinh mình để đạt được đại đạo. Bên trong phủ tổng thống, Huệ Hải Phong đăm chiêu nhìn hình bóng của Nhân Hoàng mà suy nghĩ. Bóng mờ sau lưng Chu Văn ngưng kết thành hình dáng của Nhân Hoàng, nhưng mà điểm khác biệt rõ ràng nhất là ở phía trên hình bóng của Nhân Hoàng. Lại xuất hiện những bóng mờ kỳ dị khác, 7 loại năng lượng tách biệt ra rồi dung nhập vào phía bên trong Nhân Hoàng, sau đó tất cả cùng hòa một thể với Chu Văn. Hình bóng kia như thần như ma, như thánh như yêu, như quỷ như tiên, như vương như thiên. Khí tức kinh khủng từ cơ thể hắn bùng phát lại không ngừng diễn hóa, sau đó lại biến thành một luồng ánh sáng thuần túy, rọi sáng một khoảng trời. Năng lượng của thiên mệnh đài đã dừng lại, vẻ mặt Chu Văn cổ quái nhìn thông tin của mình, ở tân thế giới này có một cổ xuất hiện, với chữ viết, Nhân Hoàng Cửu Thiên. Rõ ràng là hắn đã mượn sức mạnh của thiên mệnh đài, ngưng tụ ra tân thế giới, thế mà tại sao đẳng cấp của hắn lại là cấp thiên tai, mà không phải tận thế cấp? Có phải là do ta đi đường vòng, không dùng chính thân thể mình làm cơ sở để tạo thành tân thế giới, nên mới xảy ra chuyện này? Ánh mắt của Chu Văn đầy phức tạp, hắn không rõ chuyện này đến cùng là tốt hay xấu. Hình ảnh bên trong khối ma phương chuyển thành một bảng xếp hạng, chỉ thấy trên bảng xếp hạng xuất hiện cái tên Nhân Hoàng Cửu Thiên, xếp ở phía sau vị đứng nhất bảng. Lúc này mọi người mới phát hiện ra, bảng xếp hạng trong khối ma phương, thứ tự này dựa theo thứ tự mà mọi người trèo lên thiên mệnh đài, chẳng có chút liên quan nào đến thực lực của mọi người cả.
Chương 2028, trí nhớ của nữ nhân. Kiểu xếp hạng này thì người đầu tiên trèo lên thiên mệnh đài là người đạt được lợi ích lớn nhất đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người xếp hạng đầu tiên là người đầu tiên lên thiên mệnh đài, xếp hạng như vậy có ý nghĩa sao? Đừng nóng nảy, chuyện bất thường thì ắt sẽ có huyền cơ, ta cảm thấy những xếp hạng như thế này sẽ còn có ở phía sau, không đơn giản kết thúc như vậy đâu. Mọi người tranh luận ầm ĩ, bọn họ đều cảm thấy bảng xếp hạng như vậy không công bằng. Chu Văn mặc lại bộ chiến phục, nữ nhân đứng ở bên trên thiên mệnh đài không có ý định chạy trốn lần nữa. Nàng ta biết, với tình huống hiện tại của nàng ta đứng trước mặt hai người này, thì nàng không có cơ hội trốn thoát. Chỉ có thể hy vọng vào việc đấu với bọn hắn đến lưỡng bại câu thương, hai bên không rõ thắng thua, thì chính bản thân mới có một phần sống sót. Vương Minh Uyên đứng ở trên không trung nhìn Chu Văn, Nhân Hoàng Cửu Thiên đứng ở vùng trời phía trên Chu Văn giằng co với Vương Minh Uyên. Một bên là thân thể như ngưng tụ bởi hàng ngàn hàng vạn sao trời từ vũ trụ, một bên như là hàng tỷ ánh sáng tinh khiết biến thành. Nguồn năng lượng khổng lồ như phun trào từ cả hai phía, giống như là bão tố đến từ vũ trụ. Nếu như giằng co như vậy mà sinh ra nguồn năng lượng khác, thì chính nó cũng đủ sức để xé toạc cả tinh cầu này. Vương Minh Uyên nhìn Nhân Hoàng Cửu Thiên một lúc, sau đó lại nhìn Chu Văn và nữ nhân đứng gần hắn, thật lâu sau hắn ta mới than nhẹ một tiếng. Ngươi đã lên thiên mệnh đài, ắt cũng sẽ có thiên mệnh của chính bản thân mình. Thôi được rồi, ngươi mang người đi đi, chờ đến ngày thiên mệnh kế tiếp, chúng ta sẽ gặp lại sau. Dứt lời, Vương Minh Uyên bước đến phía trước một bước, không vực thứ nguyên bị hắn ta xé rách thành một vết nứt không gian, sau đó hắn ta bước vào bên trong vết nứt nọ, rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Chu Văn hơi ngẩn người, còn nữ nhân cảm thấy không ổn. Thực tình mà nói, nàng muốn đợi đến lúc Chu Văn và Vương Minh Uyên đánh nhau bất phân thắng bại thì sẽ chớp lấy cơ hội, vậy mà nàng ta không nghĩ đến việc rằng Vương Minh Uyên chịu rút lui. Chu Văn nhìn nữ nhân nọ, hắn lạnh giọng nói, muốn sống thì khôn hồn, ta hỏi gì đáp nấy, tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, ngươi muốn biết cái gì? Nữ nhân giận dữ nói, ngươi đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chu Văn hỏi một vấn đề cơ bản nhất. Hắn biết nữ nhân kia tới từ một thế giới khác, nhưng hắn không biết rõ thế giới nọ là thế giới gì, nguyên nhân nàng ta đến thế giới này thì hắn có thể nắm chắc chắn được lý do. Ta đến từ một nơi không có thần thế giới. Nàng ta trả lời không do dự, nói thẳng, không có thần thế giới. Đây là tên của thế giới của ngươi à? Chu Văn nhíu mày, vậy thế giới của ngươi đang ở có tên sao? Nữ nhân nọ hỏi ngược lại. Chu Văn nghĩ cũng thấy đúng, đặt tên mọi thứ chỉ là vô ích, nếu như không có một thế giới khác làm tham chiếu để so sánh, thì ai hơi đâu lại đi đặt tên cho một thứ không biết có tồn tại hay không? Thế giới đấy như thế nào? Chu Văn lại hỏi. Ta không biết miêu tả như thế nào, bởi vì ở đó khác biệt hoàn toàn với thế giới của các ngươi, khác biệt hoàn toàn cả hệ thống. Ta không biết dùng ngôn từ như thế nào để miêu tả cho ngươi hình dung ra được, mà chỉ có thể nói, ở nơi đó không có thần thế giới. Nữ nhân trả lời, ngươi nói tiếp đi. Chu Văn lại hỏi tiếp với giọng điệu lạnh ngắt. Ngươi đã luyện được mê tiên kinh, lại khoác lên mình chiến phục, hẳn là ngươi đã có thể tự cảm nhận được sự khác biệt của thế giới kia. Nữ nhân trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Ngươi nói đi. Chu Văn cũng đoán được là nàng ta định hỏi cái gì. Loài người đã tiến hóa đến trình độ này, vậy thì địa cầu còn tồn tại hoàn chỉnh hay không? Nữ nhân nọ thấy Chu Văn và Vương Minh Uyên là hai nhân loại vậy mà sức mạnh đã khủng bố như thế, thậm chí đã có thể sắp chạm tới trình độ của thế giới của nàng ta. Cho nên ở tận trong đáy lòng của nữ nhân mong chờ, con của nàng ta nếu như thế, thì có thể mạnh mẽ giống Chu Văn hay Vương Minh Uyên không, hoặc là có thể mạnh hơn nữa .1075 chữ. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2029, Nguyên nhân. Dù sao con của nàng đã tiếp xúc với năng lượng của địa cầu, đã đạt được thành tựu, hẳn là sức mạnh sẽ gần với Đại Ma Vương. Đại Ma Vương trúng kế của nàng, bây giờ còn không khôi phục được bản nguyên của hắn, nếu như thế người mạnh nhất thế giới này, đúng ra là con gái của nàng mới đúng. Chỉ sợ đã làm ngươi thất vọng rồi, địa cầu vẫn giữ nguyên trạng thái. Chu Văn lạnh nhạt nói, địa cầu còn tồn tại sao? Phối sủng của địa cầu còn chưa xuất thế à?
Sắc mặt của nữ nhân thay đổi, chuyện này so với tưởng tượng của nàng khác xa. Nếu nhân loại đã tiến hóa đến trình độ này, tại sao phối sủng của địa cầu còn chưa xuất thế? Ngươi đang muốn hỏi con gái của ngươi đúng không? Chu Văn nhìn chằm chằm vào nữ nhân nói ra suy nghĩ của nàng ta. Ngươi làm sao biết được? Sắc mặt nữ nhân thay đổi lớn, trong lòng nàng ta cảm thấy không ổn. Ngươi trả lời chuyện của ta, thì ta tự nhiên cũng trả lời vấn đề của ngươi. Chu Văn nhìn nữ nhân rồi nói tiếp. Tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời, ta không có kiên nhẫn để lãng phí thời gian ở đây với ngươi. Sắc mặt của nữ nhân lúc xanh lúc trắng, nhìn thái độ của Chu Văn, nàng biết con gái của nàng có thể đã xảy ra chuyện. Vậy cuối cùng ngươi muốn biết cái gì? Nữ nhân cắn răng hỏi. Ngươi còn cần ta nói rõ ra sao? Chu Văn nghiêm mặt nói. Nữ nhân nhìn chằm chằm Chu Văn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói ra. Ở thế giới bên kia, ta chẳng qua cũng chỉ là một người mẹ bình thường đến không thể bình thường hơn, bởi vì lúc sinh ra con của ta tiên thiên thiếu hụt. Nếu ở thế giới bên kia thì sẽ không sống nổi, vì vậy ta nghĩ hết tất cả các cách, chỉ muốn nàng ta có thể sống nhiều thêm một chút. Nữ nhân chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình, hầu hết mọi chuyện đều không khác với những gì Chu Văn đã nghĩ, nhưng thật ra cũng có một vài việc khác với những gì mà Chu Văn chưa từng nghĩ tới. Chồng của nữ nhân kia là thành viên của một tổ chức thần bí, cũng là nhân viên nghiên cứu nên trong lúc vô tình, nữ nhân đã thấy được tài liệu nghiên cứu của chồng mình, phát hiện thứ mà bọn họ nghiên cứu ra được là một thế giới khác. Lúc ấy nữ nhân cũng chỉ tò mò, nhìn tài liệu nghiên cứu của bọn họ, vậy mà nàng ta ngạc nhiên phát hiện ra rằng có khả năng để con gái của mình sống tiếp. Tiên thiên của con gái nàng ta thiếu hụt, lại thêm cơ quan nội tạng cùng thân thể cũng có vấn đề, nếu ở thế giới bên kia thì không tài nào sống được. Vậy mà, theo như những gì chồng nàng nghiên cứu ở thế giới khác, yêu cầu sinh tồn ở đó rất thấp. Mà ở một hạng mục đã được nghiên cứu ra, có phương pháp mượn nhờ năng lượng của thế giới để cường hóa thân thể. Nữ nhân trộm thẻ công tác của chồng mình, trộm xông vào căn cứ thí nghiệm, trộm đi vật có thể bước sang thế giới khác của nhân viên. Đồng thời còn trộm đi chiến phục ở trong phòng thí nghiệm, điện thoại và mê tiên kinh cùng với một số đồ vật khác. Thời điểm nàng ta động vào những vật kia, đã bật lên cảnh báo của phòng thí nghiệm, đúng ra nàng sẽ bị ngăn cản. Nhưng sự thật chồng nàng ta đã kịp thời xuất hiện, ngăn cản người của phòng thí nghiệm, để cho nàng chạy trước vào cửa sau khởi động để tiến vào thế giới khác. Cũng tại lúc mà bước vào thế giới khác, nàng cũng chính mắt thấy được chồng mình vì liều mạng ngăn cản những người kia mà bị đánh chết. Cho nên lúc này, mặc dù đã chuẩn bị quay lại điểm xuất phát, nhưng nữ nhân lại không chịu quay trở về thế giới kia. Những chuyện sau khi nữ nhân đến đây đều không khác với những gì Chu Văn dự đoán. Nàng dựa theo tài liệu thí nghiệm, đầu tiên là tiến đến địa cầu, tìm thấy trứng của phối sủng, sau đó nàng đem con gái mình bỏ vào đấy, để nó hấp thu lấy năng lượng của địa cầu rồi trưởng thành. Thế nhưng nữ nhân vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi vì chúa tể chân chính cả thế giới này là Đại Ma Vương, chỉ có khi lấy được năng lượng bản nguyên của Đại Ma Vương mới có thể trở thành thực thể mạnh nhất của thế giới này. Có thể là nàng ta đã nhận thấy được, cho dù có sử dụng chiến phục trộm được, nàng cũng không phải là đối thủ của Đại Ma Vương. Vậy nên khi cố ý tiếp cận Đại Ma Vương, lấy những tư tưởng mới lạ cùng với đồ vật quý hiếm của thế giới khác đổi lấy tín nhiệm của hắn. Chương 2030, hỏi lại. Đại Ma Vương mê tít những vật do nàng đem tới, mày mò nghiên cứu đến nỗi không còn tâm tư để ý đến những chuyện khác. Nữ nhân này mới có cơ hội châm ngòi âm thầm, để vạn tộc không chịu được sự ức hiếp của ma tộc, liên hợp lại diệt ma tộc. Lúc đó thần tộc cũng với tiên tộc vô cùng hùng mạnh, cũng là phụ tá đắc lực nhất của Đại Ma Vương, không ngờ đến tiên tộc và thần tộc đồng thời phản bội. Cùng với việc tiên đế hoàng của tiên tộc hoành không xuất thế, sức mạnh không thua kém gì sức mạnh của Đại Ma Vương. Vậy nên trên chiến trường đại chiến loạn lạc, lỡ say mê vào những đồ vật thần bí kia mà tiêu hóa quá nhiều sức mạnh để nghiên cứu, Đại Ma Vương chỉ có uất hận mà bại trận. Nhưng mà cho dù vậy, Đại Ma Vương đã đả thông một lối đi không gian, mang theo 9 đại ma sủng của mình rời khỏi chiến trường rồi biến mất không rõ tung tích. Tính là để bản thân mình ngư ông đắc lợi, không ngờ đến vị tiên đế kia không chỉ để cho Đại Ma Vương chạy thoát, hơn nữa sức mạnh của vị tiên đế kia vượt xa dự liệu của nàng. Từ sau khi Đại Ma Vương biến mất, kế hoạch của nàng vốn định chinh phục thế giới này, đem tất cả những người mạnh nhất của thế giới này làm nô bộc, tạo dựng một hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất cho con gái của nàng. Bởi vì nàng ta đã xem thường vị tiên đế kia, kế hoạch của nàng bị phá hỏng gần hết.
bao nhiêu đồ vật quan trọng cũng bị chôn lại trong di thất kia vì một trận chiến, chính nàng còn suýt nữa khó giữ được tính mạng. Cũng bởi vì vị tiên đế kia không hiểu rõ khoa học kỹ thuật của thế giới khác, nên nàng mới chiến thắng một phen đánh cược ở trong trận chiến, trấn áp vị tiên đế kia. Thực tế vị tiên đế kia không bị thương chút nào, trái lại nàng bị thương không nhẹ, năng lượng của chiến phục cũng bị hao hết, nên nhất định nàng phải trở về trong khoang thuyền để bổ sung năng lượng. Cũng may vị tiên đế kia cũng là người tuân thủ lời ước hẹn, bước đến vòng vây của Kỳ Tử Sơn, giúp nàng ta bảo vệ đứa con, mới khiến cho nữ nhân có thể an tâm ngủ say bổ sung năng lượng. Chu Văn càng ngày càng thấy không thích hợp, bởi vì nói tới nói lui nãy giờ, những thứ mà nàng ta nhắc đến cũng chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất là căn cứ thí nghiệm, một điểm khác là thế giới của Chu Văn, còn những gì liên quan đến thế giới của nàng ta thì nàng ta hoàn toàn không biết một chút nào cả. Ngươi thử nhớ lại xem, bầu trời ở thế giới của ngươi là màu gì? Chu Văn hỏi nữ nhân, bầu trời đương nhiên là màu. Ban đầu nữ nhân chỉ thản nhiên trả lời, vậy mà lời còn chưa dứt, trong đầu nàng hồi tưởng lại chuyện quá khứ, đột nhiên phát hiện ra bản thân nàng cũng chưa từng nhìn qua dáng vẻ của bầu trời như thế nào, sắc mặt dần không ổn. Vậy thì nhà của ngươi không lẽ là ở bên trong căn cứ thí nghiệm kia à? Vẻ mặt của Chu Văn có phần kỳ lạ, hỏi lại nữ nhân. Nhà của ta, căn cứ, vẻ mặt của nữ nhân càng ngày càng cổ quái. Chu Văn nhìn bộ dáng của nữ nhân, liền biết chuyện này quả nhiên có vấn đề. Làm gì có chuyện lại có người cho rằng thế giới của mình không có thần thế giới. Cho dù hai thế giới là khác nhau, thì cũng sẽ có miêu tả cụ thể hơn. Mà không phải chỉ có một hai câu nói đơn giản không có thần thế giới như ban nãy, chuyện này khiến cho Chu Văn cảm thấy rất quái lại. Này không giống như lời nói mà con người có thể nói ra, chỉ giống như là đáp án mà máy móc đã thiết lập sẵn. Nữ nhân kia rõ ràng không phải là một người máy, vì vậy tại sao nàng lại trả lời vấn đề này như thế? Vậy cuối cùng ngươi có thể nhớ những gì? Chu Văn nhìn chằm chằm nữ nhân rồi hỏi, ta nhớ được ta và chồng rất hạnh phúc. Chúng ta sinh ra được một đứa con gái nhưng thân thể của nó không tốt. Còn về thế giới của ta chỉ nhớ được. Nữ nhân bắt đầu nói năng lộn xộn. Chu Văn có thể hiểu được cảm xúc hiện tại của nàng, nếu như là hắn, thì hắn cũng sẽ sụp đổ như vậy. Ngươi nói cho ta hay, thế giới kia làm sao ngươi đi vệ sinh? Thức ăn của ngươi có hình dáng như thế nào? Chúng được mua từ đâu? Các bạn vừa nghe xong tập 203 của bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.